Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi phần điểm tin nhanh lúc 9 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, một số quốc gia như Bulgaria, Italia, Cộng hòa Síp, Cộng hòa Litva và Latvia đã tuyên bố bắt đầu từ hôm nay ngày 19 tháng 3 sẽ nối lại việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 của tập đoàn dược phẩm AstraZeneca. Quyết định được các nước đưa ra sau khi cơ quan thuốc châu Âu EMA trước đó công bố kết luận điều tra cho biết vaccine AstraZeneca an toàn và lợi ích của nó vượt trội so với những rủi ro tiềm ẩn. Bên cạnh những quốc gia nhanh chóng quyết định đưa vaccine AstraZeneca vào sử dụng trở lại, vẫn còn một số quốc gia còn lưỡng lự, trong đó có Thụy Điển. Trước đó, việc tiêm chủng bằng vaccine AstraZeneca đã bị khoảng 1/2 số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu-EU tạm dừng để chờ kết luận của cơ quan quản lý thuốc châu Âu. Để đối phó với làn sóng dịch COVID-19 thứ 3 đang bùng phát, chính phủ Pháp đã công bố lệnh tái phong tỏa 16 tỉnh trên toàn quốc, trong đó có thủ đô Paris. Trong đợt phong tỏa lần thứ 3 này, tại các địa phương liên quan, các quy định cũng linh hoạt hơn so với 2 đợt phong tỏa trước. Các trường học cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Quy định hạn chế đi lại cũng được nới lỏng hơn rất nhiều so với các đợt phong tỏa trước đó. Đối với phần còn lại của nước Pháp, chính phủ Pháp giữ nguyên lệnh giới nghiêm từ buổi tối hôm trước tới sáng ngày hôm sau, nhưng điều chỉnh thời gian bắt đầu lệnh giới nghiêm từ 18 giờ lên 19 giờ. Đây chỉ là điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh khi nước Pháp cũng như nhiều nước châu Âu sẽ chuyển sang giờ mùa hè từ ngày 20 tháng 3. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18 tháng 3 cho biết nước này sẽ cán mốc 100 triệu liều vaccine trong tuần này, sớm hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra ban đầu là trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên. Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Biden nói rõ, chính quyền Mỹ sẽ đạt mục tiêu vào ngày 19 tháng 3, tức chưa đầy 60 ngày kể từ khi ông lên nhậm chức. Hiện Mỹ đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 để đẩy lùi làn sóng dịch bệnh vốn đã khiến hơn 30 triệu người ở nước này mắc bệnh và hơn 55.000 người trong số này đã tử vong. Mỹ vẫn là nước đứng đầu thế giới cả về số ca mắc và tử vong vì COVID-19, nhưng số ca mắc mới hàng ngày đang có xu hướng giảm dần, hiện chỉ còn trên 60.000 ca một ngày. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 3, Triều Tiên tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia. Hãng KCNA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rõ, các cơ quan chức năng của Malaysia đã phạm phải lỗi không thể tha thứ khi bàn giao một công dân vô tội của Triều Tiên cho phía Mỹ. Do đó, Triều Tiên cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia và coi việc Kuala Lumpur dẫn độ công dân Triều Tiên sang Mỹ là hành động thù địch chống lại Bình Nhưỡng dưới áp lực của Mỹ. Hiện phía Malaysia chưa đưa ra phản ứng trước tuyên bố trên của Triều Tiên. Trước đó, hôm 3 tháng 3, một công dân Triều Tiên có tên là Moon Chon-myung đã không xuất hiện trước tòa án tối cao của Malaysia trong phiên xử dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với cáo buộc rửa tiền. Moon Chon-myung đã sống ở Malaysia hơn 10 năm qua cùng với gia đình của mình và bị bắt vào năm 2019 theo yêu cầu của phía Mỹ. Liên Hợp Quốc hôm 18 tháng 3 đã công bố báo cáo, trong đó phác họa một bức tranh ảm đạm về đất nước Libya trong bối cảnh chính phủ lâm thời vừa mới được thành lập sẽ lên nắm quyền trong tuần này và sẽ dẫn dắt đất nước cho tới các cuộc bầu cử vào cuối năm nay. Bản báo cáo dài 548 trang cáo buộc một số chính phủ nước ngoài đang biến quốc gia giàu dầu mỏ này thành chiến trường, đồng thời phớt lờ những lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, trong đó có lệnh cấm vận vũ khí. Báo cáo được thực hiện trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2019 cho đến tháng 1 năm 2021. Đây cũng là thời điểm chứng kiến cuộc giao tranh dữ dội giữa các phe phái đối địch tại Libya nhằm giành quyền kiểm soát thủ đô Tripoli. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết tính từ 18 giờ ngày 18 tháng 3 cho đến 6 giờ ngày 19 tháng 3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Cả nước hiện vẫn có 2.570 bệnh nhân COVID-19, trong đó có tổng cộng là 1.601 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 cho đến nay là 908 ca. 10 tỉnh, thành phố đã 34 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, bao gồm Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Về công tác điều trị, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 2.198 bệnh nhân COVID-19, 2.570 trên tổng số là 2.570 bệnh nhân. Theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia trong ngày 18 tháng 3, đã triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại 4 tỉnh Hà Giang, Điện Biên, Bà Rịa, Vũng Tàu và Bình Dương. Đến cuối giờ chiều ngày 18 tháng 3, có thêm 3.492 người được tiêm chủng vaccine COVID-19, nâng tổng số người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 lên 27.546 người. Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài trong những ngày qua khiến khu bảo tồn loài sinh cảnh Vườn Chim Bạc Liêu đang trong tình trạng cảnh báo cháy rừng cấp 5, tức cấp cực kỳ nguy hiểm. Hiện Ban Quản lý Khu Bảo tồn cùng lực lượng Kiểm lâm tỉnh Bạc Liêu đã dọn thực bì, phát quang các tuyến đường, bờ bao và khu vực nguy cơ cháy cao. Đồng thời vận động các hộ dân sinh sống ven khu bảo tồn không đốt lửa gần bờ bao hoặc ngăn dòng chảy kênh dẫn nước vào vườn chim. Nhằm nâng cao tính chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường năng lực lãnh đạo điều hành khi có cháy rừng xảy ra, Ban Quản lý Vườn Chim cũng vừa phối hợp với các lực lượng khác có liên quan diễn tập phương án chữa cháy rừng tại Vườn Chim Bạc Liêu với gần 100 người tham gia. Khu bảo tồn loài sinh cảnh Vườn Chim Bạc Liêu hiện có tổng diện tích cả vùng lõi và vùng đệm là khoảng 380 ha, được công nhận là khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu đề ra đến năm 2030 sẽ giảm một nửa thiệt hại về người do lũ quét, sạt lở đất so với giai đoạn 2011-2020. Thiệt hại về kinh tế không vượt quá 1,2% GDP. Chiến lược của Chính phủ đặt ra là từng bước xây dựng quốc gia có khả năng quản lý rủi ro thiên tai, cộng đồng xã hội an toàn trước thiên tai, tạo điều kiện phát triển bền vững kinh tế, xã hội. Chiến lược cũng đề ra nhiệm vụ và giải pháp đối với từng vùng. Chẳng hạn đối với vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ thực hiện các giải pháp phòng chống lũ triệt để, chủ động phòng chống bão, ngập lụt, hạn hán. Vùng miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ chủ động phòng tránh lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, ứng phó thích nghi với mưa đá, rét hại. Thưa quý vị, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố về phương án giá dịch vụ sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 đoạn từ ngã ba trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thống nhất chủ trương về phương án giá dịch vụ sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư dự án. Thời gian thu phí dự kiến bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. Trong vòng 10 ngày, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ ban hành mức giá tối đa. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố giao các sở ngành thực hiện công tác rà soát, cập nhật số liệu phương tiện thực tế, so sánh phương án giá được phê duyệt để đưa ra mức giá phù hợp. Mức giá tối đa cần đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, người sử dụng, nhà đầu tư và phải mang tính khả thi trong việc hoàn vốn. Sau khi khảo sát thực địa, lực lượng cứu nạn sẽ tập trung tìm kiếm 11 nạn nhân mất tích ở 3 khu vực bãi bồi trên sông Rào Trăng vào ngày 22 tháng 3. Theo đó, kế hoạch giai đoạn 4, đợt 1 tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 diễn ra từ ngày 22 cho đến ngày 26 tháng 3. Lực lượng chức năng sẽ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực bãi bồi thứ nhất, cách hiện trường nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 300 m và tiếp tục rà lại một số vị trí đã tìm kiếm trong giai đoạn 1 đến giai đoạn 3. Các lực lượng sẽ tìm kiếm bằng phương pháp nắn dòng phía cánh trái từ thượng nguồn đổ về, tập trung phương tiện cơ giới, máy múc, đào sâu, múc kỹ bãi bồi đến lớp đất thổ, kết hợp các phương tiện như khoan, cắt, sử dụng vật liệu nổ. Khi phát hiện thi thể, lực lượng tìm kiếm sẽ khử khuẩn, tổ chức vận chuyển đưa về trung tâm pháp y tỉnh để xác định danh tính, các thủ tục pháp lý, bàn giao về gia đình lo hậu sự. Bên cạnh đó, đội tìm kiếm sẽ tổ chức lực lượng phương tiện rà lại kỹ một số vị trí đã tìm kiếm trong giai đoạn 1 cho đến giai đoạn 3. Thông tin này cũng đã khép lại bản tin 9 giờ sáng nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.